Rồi, cái chữ A đó mình đọc là A. Còn cái chữ Y ngắn mình đọc là sao đó? Ai. Y ngắn đọc là ai. Còn chữ A mình đọc là A. Đó, mọi người cứ nhầm A, 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 A á. Rồi, tiếp nè. Mr. Tới and Mr. Tài. Tài tới. Tới đi bóc tài đó. Tới ask. Twenty, thirty, trả lời là no. Đúng rồi, ta. 34 thôi. Một cái 34 thôi. Okay. So listen and answer my question. Okay. Hiểu ơi.
What color is your mask? Mask? Your, not me. Your. Why? Okay. What color is your shirt? Black? It's up. No, we have black one for you. And Mr. Tao, what color is your pen? Yes, your pen is here. Pen. Pen is one day. What? Okay. Cái quần không thôi là black thôi. Why là cái áo t-shirt mà. Wait, what color is your hair? Oh, brown. Mr. Tai. What color is your shoe? Ah, what color? Oh, what color is your shoe? Thì người ta gọi chung đó là shoe mà, trời bắt phải người ta như sợ nhỉ. What color is your shoe? Your sandal. Màu gì? Ai biết màu đen? English. Black. Trời, tôi hỏi tiếng Anh đó mọi người. Trả lời tiếng Anh cho mọi người. Ok. Để trả lời là gì? It's black. Nó thì màu đen. Còn màu ngon nữa thì trả lời là my shoes are black. Yeah. Rồi, tài ở đây này. What color is your shoes? Trả lời đi. It gì? It's màu gì đó? Color your shoe đây này. Màu gì đó? Black, it's black. Trong trước gì hả? What color? Câu trả lời hoàn chỉnh là it gì đó nãy nó nói. It's nhưng mà trước mắt mọi người không cần phải hoàn chỉnh gì đâu. Trước mắt mọi người không cần hoàn chỉnh gì hết á. Mọi người trả lời được mà lát là người ta mừng chết rồi. Không có đủ dư sức để mà trả lời được phương cao đâu. Phương cao có sau này mình yêu cầu cao hơn. Bây giờ mọi người chỉ trả lời blue là mọi người đã hạnh phúc rồi. Nghe được câu hỏi trả lời là mừng rồi. Hiểu không? Đừng có quan trọng quá là không một y hay là gì. Trả lời lát không là họ đã mừng rồi. Nhá. Rồi, đây, what color is your hair? Black. Black, dạ thôi là ngon rồi. Rồi, Miss Paul, what color